sức dũng mãnh, tinh tấn đầy đủ, trí huệ thông đạt, ý thanh tịnh, cứu khắp tất cả các quần sinh, tâm ngài kham nhẫn chẳng khuynh động. Bất cứ là dũng mãnh hoặc tinh tấn đều phải đem sức lực chân thật ra mới có thể nói được. Sức dũng mãnh, tinh tấn đầy đủ, người tu hạnh Bồ Tát thì hai thứ sức lực này phải viên mãn đầy đủ mới có thể thành đạt đạo quả. Trí huệ thông đạt là căn cứ ý thanh tịnh mà được. Người có trí huệ đối với sự lý nhất định phải thông minh, thông đạt vô ngại vì tâm ý nhất định phải thanh tịnh. Bồ Tát đầy đủ sức lực, trí huệ, cho nên ngài phát tâm hành Bồ Tát Đạo, cứu hộ khắp tất cả quần sinh, khảm nhẫn tức là có thể nhẫn thọ tất cả cảnh giới. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, thì gặp bất cứ cảnh giới gì, ngài đều nhẫn nại ứng phó được, quyết chẳng bị cảnh giới lay động mà có sự thay đổi. Tâm khéo an trụ chẳng ai bằng, ý thường thanh tịnh rất vui thích. Như vậy, vì vật siêng tu hành, ví như mặt đất khắp dung thọ. Tâm của Bồ Tát là thiện lương từ bi, thường an trụ trong chánh pháp, chưa từng sinh tơ hào tà niệm. Tâm Bồ Tát chẳng ai có thể sánh với ngài, trong ý niệm của Bồ Tát cũng đều thanh tịnh, chẳng ô nhiễm. Vì ngài tâm ý thanh tịnh cho nên ngài có trí huệ thì chẳng bị ảnh hưởng của cảnh giới, chẳng tùy tiện bị cảnh giới lay chuyển. Tâm thấu đạt minh trí thì chẳng sinh phiền não, thường thường đều hoan hỷ vui thích. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà tinh tấn, siêng năng tu học Phật đạo vô thượng. Đây là ví như mặt đất, dùng thọ khắp tất cả vạn vật, chẳng có tầm phân biệt, khắp che chở tất cả vạn vật, chưa từng sinh tâm oán nhọc. Chẳng vì thân mình cầu vui sướng, chỉ muốn cứu hộ các chúng sinh, như vậy phát khởi tâm đại bi, sớm được vào nơi bậc vô ngại. Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát và hành Bồ Tát Đạo. Ngài chẳng phải vì chính mình hy vọng cầu được hưởng thụ sung sướng, mà là vì